Đấy, con lên đây. Sao thấy hai người bạn nó yêu nhau, con có thấy thích không? Con có ạ. Thật sự đúng tủ, con thích, con có. Vậy mà con đã có người yêu chưa? Thưa cha, với cả cậu Đoàn, con có vợ với cả hai con rồi ạ. Con làm nhanh quá. Mới hỏi có người yêu không mà ông sơi luôn có vợ với lại còn thêm hai con rồi. Rồi. Nhưng mà rồi con còn một cái người yêu nữa mà con có biết người đó là ai không? Con có. Lại có. Rồi người yêu thứ hai, yêu duy nhất, độc nhất, người yêu độc nhất của con đó, người đó yêu tên gì con nhớ không? Người yêu của con từ bé đến từ lúc con sinh, từ lúc mẹ con sinh con là con người thì tìm người đó đã yêu thương con rồi. Hơn cả bố mẹ của con đó là Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria. Rồi con có yêu người đó mãi không hay là có lúc nào con đã bỏ người đó? Thưa cha, con có một thời gian con đã bỏ người đó là trước khi con lấy vợ, vì con cũng bỏ người đó là con chỉ chịu ông phép thêm sức không cả xung tội một lần thôi. Đến năm 19 tuổi con lấy vợ là từ lúc con chịu hết thêm sức là năm 12 tuổi là con đã bỏ 7 năm. Thì trong một thời gian là con đi học giáo lý hôn nhân ấy, thì các sơ cũng chỉ dạy con, thì con cũng sau một thì con cũng chăm chỉ học kinh thánh, là sau thời gian lấy vợ con cũng theo ở với cả Chúa, là con cũng ngày thường đọc kinh trong tháng tối được mấy tháng, lấy vợ xong là con cũng bỏ Chúa. Đến ngày hôm nay mà vào hôm nay con chờ biết từ là sao mà con đi từ trưa từ 1 giờ mà 6 năm nay con chưa vào nhà thờ. Con lấy vợ được 6 năm rồi chứ ạ. Là 6 năm nay con chưa vào nhà thờ mà không hiểu sao con đến đây mà con lại đi men vào đây, nên con ngồi ở trong nhà thờ với cả Chúa từ lúc 1 giờ đến giờ ạ. Thấy mệt không? Con không ạ. Con thấy con em thấy chính anh cũng không hiểu tại sao là từ lúc thêm sức xong 12 tuổi đến năm 19 tuổi là 7 năm bỏ Chúa. Đến lúc mà lấy vợ thì phải học giáo lý hôn nhân thôi. Học giáo lý hôn nhân thì mới bắt đầu hâm lại tình yêu của mình với người mình yêu. Mà lấy được vợ thôi thì con lại thôi nhà thờ. Đến 6 năm sau, mặc dù Chúa ban cho có hai người con mà vẫn không nhận ra ơn của Chúa. 6 năm bỏ nhà thờ. Mà hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa anh ấy đến đây, để anh ấy vào đây từ lúc 1 giờ mà anh ngồi cho tới bây giờ. Anh chính anh cũng không hiểu nữa, làm sao 6 năm mình đã bỏ Chúa mà hôm nay mình lại vào trong nhà thờ mà ngồi lâu ở trong nhà thờ được cho tới bây giờ. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con chạy đến đây để con lọt vào đây? Thưa cha, con tiến thác của Chúa giáo điểm tin mừng của con đã. Không, làm sao mà con biết đây mà con đến là sau 6 năm con bỏ Chúa, để ai giới thiệu hay là ai rủ rê mà con đến được đây này? Thưa cha, chắc là Thiên Chúa đã xui, Thiên Chúa đã soi đường chỉ lối cho con đến và ngồi ở nhà thờ từ lúc 1 giờ đến 6 giờ ạ. Nhưng mà có ai chỉ con giáo điểm tin mừng này không? Thưa con có ạ. Ai? Con cũng có một người bạn con nghiện từ năm 2010. Bạn con là Du Xe Nguyễn Văn Trúc ở Đạo Hạt Hà Nguyên. À, giáo xứ Hà Nguyên, giáo hạt Phú Xuyên, giáo phận Hà Nội ạ. Và con cũng vào đây, cũng ở trong này để gần một tháng. Bạn con và bố con vào đây, và bố bạn ấy vào này ở trong này một tháng. À, bạn ấy cũng nghỉ được. Và bình thường bạn cũng đang dùng ma túy, là cũng bình thường là dùng ma túy. Nhưng mà bạn vào đây bạn ấy nghỉ được, nó chỉ mệt một hai hôm đầu thôi, mà bạn ấy không thuốc thang gì, bạn chỉ phó thác vào Chúa mà bạn ấy cai được. Bạn về bạn nói cho con biết mà, thì con thấy vậy con đi theo chân bạn dẫn con vào đây ạ. Bạn có đây không? Bạn không ạ. Bạn thì hiện bây giờ đang đi làm trong Bình Phước rồi ạ. Chưa thấy Chúa làm chuyện lạ. Chúa không dùng một người đạo đức, không dùng một ông cha, không dùng một bà sơ, không dùng một ông thầy, ông trùm bà quản để đưa cái thằng 6 năm này về với Chúa. Có khi ông cha, ông thầy, bà sơ, ông trùm bà quản đến nói với nó, chưa chắc nó thèm nghe, phải không? Phải không? Chưa chắc nó thèm nghe. Mà Chúa dùng lại một cái thằng xì ke ma túy, một cái thằng trời đánh thánh vật. Mà cái thằng đó
nó vô đây một tháng trời, nó bỏ được ma túy, nó về nó mới rủ cái thằng thánh vật trời đánh này. Phải không con? Vâng ạ. Đó, rủ thằng này mà này một mình lặn lội. Con ở đâu, con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu đấy? Thưa cha với cả cộng đoàn, con là Du Xe Nguyễn Văn Linh ạ. Con đến từ giáo xứ Bài Xuyên, giáo hạt Phú Xuyên, giáo phận Hà Nội ạ. Con năm nay 24 tuổi ạ. Vâng, thưa chị em, rất lạ như vậy chứ. Vậy mà cái thằng trời đánh thanh vật này, nó lại được cái thằng thanh vật trời đánh nó rủ cho nó đến. Mà thằng kia nó không đến. Mà mỗi thằng này nó lặn lội nó đến đây khó lắm thưa anh chị em. Vì nếu mình 6 năm mình không đến nhà thờ mà ai muốn rủ mình đến thì phải bảo thôi tao với mày đi, tao dắt mày đến, phải không? Đây tao nói vậy đó, mày cứ đi không thì kệ mày. Vậy mà thằng này nó bảo là Chúa suy khiến. Tôi bảo tại sao Chúa suy khiến thì đúng thật là Chúa suy khiến đó. Con một mình nó lặn lội làm sao con tìm ra đường giáo điện thiên đường mà con đến. Bạn chỉ xe ở gần chỗ con có xe Ngọc Tú ấy. Thì hãng xe đấy nó cũng cách nhà con mấy làng thì con thấy bắt đây thì con xin được chỉ con đi vào đây ạ. Hallelujah. Đây cho ta gửi tặng cho ông thánh vật trời đánh này. Mấy bài trong 65 bài giảng nha. Rồi, đây cuốn tâm tư lòng nhân hậu của cha để con biết lần chuỗi lòng Chúa xót. Đã biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót chưa? Chưa xa con, chưa. Hả? Từ hôm nay con sẽ về học vì nếu cũng là có điều kiện và khả năng con cũng đang xin một điều ước lớn. Nếu mà thành công con sẽ nên làm chứng cho Chúa một lần nữa. Nếu mà sang năm thì con sẽ dẫn vợ con và cả con vào gặp cha ạ. Ông hứa là về lên chuỗi lòng Chúa thương xót. Cái quạt này con về con tặng cho vợ con nhé. Cho nói là con đã vào đây và được Chúa hoán cải. Vậy con nói với vợ con sao? Em ơi, anh đi vào đây đã đi, Chúa đã hoán cải anh, đã thay cái đổi con người anh bây giờ anh sẽ bỏ bê mất mọi thứ, chỉ tập trung vào làm việc để lo cho gia đình, lo cho em và tương lai hai đứa con thôi ạ. Thôi tặng cái này này, cái này ngon hơn cái này đây này. Đó, phần thánh vật đây, trời đánh lên đây. Biết ảnh hay ảnh gì không? Thưa cha, ảnh lòng Chúa thương xót ạ. Đúng là tạ ơn Chúa chứ mày để bỏ Phật Bà Quan Âm thì chết tao.